của tôi là đối phúc hạnh. Chào Vinh Tinh Ngộ, Sít Nhục Quỳnh, Sít Hồng Nhục, Sít Quyên Mộng, Sít Duyên, Sít Meta, Sít Căng Cư. Xin chào Hoa Vô Thường, xin chào Sít Thi Lâm, xin chào Karuna, xin chào Sít Thiện Vũ, xin chào Hoa Vũ Tếm, xin chào Sít Kim, xin chào Quỳnh Giang Nhắc Hà, xin chào Sít Kim Dung, xin chào Sít Hà, xin chào Sít Thanh Hoàng. Alo, quý vị nghe rõ ha? Hôm nay sao thấy Sít Thanh Hoàng ha? Rồi Sít Hà, Sít Kim Dung đường truyền không được tốt hay sao? Một tay rớt xuống. Bây giờ nghe rõ ha? Rồi, chào tu Sít Hà. Không lẽ là chúng ta cũng bị mất dịch rồi? Đường truyền sao vậy? Rồi, bây giờ hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 329. Một câu Phật ngôn rất có ý nghĩa. Không nghe cho nên chạy ra vô. Bây giờ nghe được rồi ha. Rồi, sa thú, sa thú. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 329. Trước khi bước vào đề tài này, sẽ được ân Đức Bảo sa quần agato cô tâm chệt tha cô lô ca sa sa tha chân la đầm mắc cô quy đồ quần đà ma hình tăng na ra phù cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não cho chăng tối thượng giáo chủ chí năng vô lượng tự để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật âm đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đề Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mạn Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Phạn Nhu Bồ Tháp Bát Tỳ Phù Tỳ Sanh Nha Tô Quan Đa Ma Hành Tầng Đa Ra Phù Gia Tầng Quy Yên Vạn Sanh Vạc Minh đầy dụng bố quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang đang nhân gian sân khô quá cô xích khà su ca mô quá ra thầm mất xích khá cô niên đà bất sân xà đi a na đá rô quá rô quanh đà má hành tầng đá ra phù cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tận át thế gia tề chê na sét kha mê e tu quá tha năng tha sa bi a nu pha về na sa ha sa ye na sét chật tu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia Phần Tán Dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 329. Quý vị hoan hỷ ha, nhìn lên màn hình câu Phật ngôn 329. Alo, Sĩ Thanh Hoàng nghe rõ ha? Sĩ Hà cũng nghe được rõ rồi ha? Rồi, xà đủ, xà đủ. Hôm nay đường truyền cũng có vấn đề. Trời mưa gió ở Việt Nam. Rồi, cũng bị cái nạn dịch của toàn thế giới. Cho nên chúng ta cũng bị lây ha? Nhưng mà cũng chưa mất dịch được là hên lắm rồi ha? Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 329, chúng ta đi vào nội dung ha. Hồi Sít Thanh Hoàng phải nghe qua Facebook, như vậy thì cũng khó mà sinh hoạt ha. Nhưng mà sao mà
qua Facebook mà ta nghe chat lên được thế này là cũng hay lắm rồi. Trước tiên chúng ta phân tích trường âm đoạn âm ha. Rồi sau khi phân tích trường âm đoạn âm, chúng ta đọc qua một lần ha, theo một lần hai, và chúng ta lại đọc qua dụng kệ ha. Như vậy thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian nhiều hơn. Và sau khi kinh kệ xong, nhận diện mật chữ và đi vào cái vấn đề từ này như thế nào, rồi chúng ta triển khai nội dung của câu Phật ngôn 329 cũng như cái duyên sự của nó như thế nào. Ngày nào cũng có vấn đề vì là chuyện thường ngày ở huyện. Đúng rồi, chuyện ở huyện là cái chuyện mà 329 nè. Mà huyện đây, bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Nô chê lắp hề tha đi bắt cần xa hà dần. Nô chê lắp hề tha đi bắt cần xa hà dần. Nô chê lắp hề xa hà dần. Số 2 thì thì ra chúng ta của câu 1 nghe không rõ ha. Alo Sister Man, nghe cũng không rõ. Còn quý vị khác nghe không liên tục hơn. Như vậy chắc là chúng tôi bị mất dịch rồi. Sao kỳ vậy nè? Thấy âm thanh vẫn tốt mà. Thấy đường truyền cũng tốt mà. Wi-Fi cũng mạnh. Thôi thì bây giờ tăng âm thanh lên một tí. Nãy hôm 6 bây giờ lên 30 rồi. 30 rõ ha. 26 không. Chỉ lên có 4 cái gạch. Bây giờ quý vị nghe rõ ha. Rồi, thôi để 30 ha. Rồi, bây giờ chúng tôi ôn lại câu 1, câu 2 ha. Đọc cho nó liền. Kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giấy lá. Ngài nghe đạo tràng nói không rõ, ngài giận quá, ngài đi mất tiêu luôn rồi quý vị ơi. Quý vị chờ chút xíu nha. Dạ. Chờ chút xíu ngài trở lại. Dạ, con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Alo, 123, 123. Ông bà nói đúng quá đi. Cười người hôm trước rồi ha. Mới nói quý vị sao mà té lên rớt xuống. Mà khi mà chế vai nó đến với mình ngay bây giờ luôn ha. Quý vị thấy vừa khi dễ là chúng ta đã bị rồi ha. Thấy không? Cái vấn đề mà nhân quả nó báo ứng rõ ràng quá.
Mới nói quý vị tại sao té lên nước xuống, nói người ta mình không té. Như vậy thấy đừng bao giờ khi dễ người khác ha. Rồi bây giờ tiếp tục ha, câu một câu hai. Nô chê lắp phê thá ni bắc cần xá hài dần sát thình cha rằng xà thú vi hà rít thì rằng. Như vậy câu một câu hai chúng ta thông qua ha. Bây giờ qua câu ba câu bốn. Ra cha quá rắp thần quý ra cha quá rắp thần chi quý tầng bá hài giá ra cha quá rắp thần chi quy tần ba hài gia. Và câu số bốn về na vô e cô cha về mà vô về mà tăng gã rành về quá ra vô. Vậy thì chúng ta ôn lại ra cha quá rắc thần quý chí tần ba hà dạo cha rề mà rề quá na bồ ra cha quá rắc quý chí tần na bồ quý chị tam thành đã cần nghề quát na vô. Nghe không rõ ha? Alo, quý vị còn nghe rõ không? Sư Thiện Vũ nghe không rõ. Bây giờ nghe không rõ hai câu này thì chúng tôi đặt nguyên bài để thanh lý bắt hài dần sắp thì cho rằng thằng là chào quá rất thằng quý chí tăng bác hệ cô mà tăng rất là nhẹ quát nà gồ. Alo, quý vị còn nghe không? Sao rồi? Tiếng gà gái nghe rõ ha? Thật ơi! Như vậy là sức kiêm khi dễ ha? Nói tiếng con gà, nói gái nghe rõ hơn là chúng tôi xin mời. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ chúng con nghe tiếng ngài nó mất tiếng chứ không phải là không rõ bạch ngài. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Ngài có nghe được âm thanh của con không? Dạ, ngài có thể bưng cái máy đi đến cái chỗ nào khác hơn được không bạch ngài? Dạ. Nó coi như là nó mất sóng chứ nó không phải là ngài nói nhỏ mà là nó mất sóng. Nên con cung thỉnh ngài coi lại cái đường truyền của ngài đó, ngài bưng cái máy đi chỗ nào khác khác một chút á. Dạ, để cho nó không có bị mất. Dạ con kính dân mất đến ngài, ngài thực lợi ạ. Đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát ngài trở ra rồi quý vị. Chờ chút xíu rồi ngài sẽ trở lại. Mong rằng chư thiên hộ trì ngài cầm cái máy đi đến chỗ nào cho nó an ổn. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, giờ chỉ có biết nhờ chư thiên thôi chứ không nhờ ai đâu quý vị ơi. Nhật Quỳnh mấy ngày trời với máy ngài, nó cũng giật Nhật Quỳnh, nó tơ quơ tửng quẩn, nó giật khờ luôn. Dạ. Cứ nhìn thấy cái mic nó chớp vậy là biết là thiên hạ nghe không được rồi. Mà cái mic của Facebook mới chết chứ. Đã công trình mình đưa cái Zoom lên Facebook để cho mọi người nghe được. Nếu mà không nghe được trong Zoom thì nghe được ở Facebook.
mà nhìn thấy nó cà chớp nó muốn khùng luôn vậy, muốn khùng luôn vậy chứ ngộ. Dạ thật tình luôn, Nhật Quỳnh muốn khùng luôn. Dạ, nên bây giờ Nhật Quỳnh hiểu được ai cầm mic nghe không được, cứ nghe đạo tràng báo nghe không được là khổ lắm. Dạ, nhưng rồi nó cũng phải quen. Cũng phải quen thôi. Dạ, nghe Facebook rẻ không biết sao không Thanh Hoàng. Nhật Quỳnh khỏi bưng cái máy chạy ra Thanh Hoàng. Quỳnh bưng cái máy chạy giáp vòng luôn đó, giáp vòng trong nhà này nè, coi cái chỗ nào cái đường nét nó ổn. Dạ con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ con thành kính nhân mít đến ngài. Dạ mong rằng ngài cầm mít được yên ổn ạ. Con kính nhân mít đến ngài. Alo, 123, 123. À, hy vọng quý vị nghe rõ. À, đổi qua cái đường truyền khác. À, đường truyền hồi nãy là ngạc độc. À, bây giờ thì không còn ngạc độc rồi ha. Rồi, xa thu, xa thu. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục ha. À, câu Phật ngôn 329. Chúng ta xin ôn lại. Nô chê lá phê tha ni bắc cần xa hà dần sát thình cha rằng xà thu hà ri thì rằng chi tăng thề bồ cha rề chê lá phê sa hài dầm thình sa thì rắc thăng quý trí tầm ba hài dạ ê cô ta à vô này nghe không liên tục nữa ha. À, chiếc kim cũng 1212 giống như đi dược binh nhà ha. 1212 ha. Rồi chiếc thiền vũ nghe cũng không liên tục ha. Rồi, xí kim nó thì bó này giỏm ha. Rồi. À, y chang như hồi nãy hả? Sao khổ đế vậy nè? Thôi, như vậy thì coi như bán cho quý vị ha. Nhưng mà trước khi bán cái à, xí chiếc lá mùa xuân nghe rõ nè. Chiếc lá mùa xuân nghe rõ nè. Rồi, tốt hơn chút ha. Rồi. Bây giờ trước khi nhường lại cho quý vị à, dùng kinh như vậy là chúng ta ổn định ha. Bây giờ qua dùng kệ nè. Dùng kệ, câu này cũng hơi khó đọc. Nhưng mà chắc chắn là quý vị đọc được. Bởi vì hai câu đầu, câu 1, câu 2 nó giống hệt như cái câu 328. Chỉ khác câu 3, câu 4 thôi. Rồi bây giờ thì giọng kệ chúng ta đọc như thế nào đây quý vị chú ý ha. Nô chê la phê tha ni ba căng sa ha yăng sa thiên cha răng sa tu vi ha vi thi răng la cha qua ra thăng chi vi tăng ba ha yăng e cô rê ma tăng ga ma răng nhê hoa na vô. À cái chỗ câu cuối này hơi khó ha. Nô chê la phê tha ni ba căng sa ha yam sa thin sa thin cha răng sa tu vi ha di thi răng la cha hoa ra thăng vi chi tăng ba ha yam e cô cha rê ma tăng gạo lành nhé qua na vô. À dòng kệ khó hơn dòng kinh. Nô chê la phê tha ni ba căn sa ha yam sa thinh cha răng sa tu vi ha ri thi răng la cha qua ra thăng vi chi tăng ba ha yam e cô cha rê ma tăng gạo lành nhé Wana vô. Rồi như vậy là được rồi. Trước tiên mời xin Nhật Quỳnh trước. À,
Nhật, Nhật Quỳnh muốn lặng á, thì bây giờ đọc cái này trước. Rồi khi đó, thì tới Sik Mita hả? Alo, coi Sik Mita còn trong room không? Ê, hôm nay không có Sik Mita. À có. Sik Nhật Quỳnh trước, Sik Mita chuẩn bị ha. Rồi bây giờ đưa bài học lên cho quý vị thấy. Rồi khi cái đó chúng tôi sẽ mời Sik Nhật Quỳnh. Wow, sao kỳ vậy nè. Dạ, con kính tri ân Ngài, con chưa kịp chạy, Ngài kêu rồi con phải quanh trở lại. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cũng xin phép Ngài, con đọc bài xong rồi thì dạ, Ngài có cho phân tích hay là đọc rồi kệ bạch Ngài. Ngài cho con một tín hiệu, con sẽ làm y như lời Ngài dạy. Rồi cho con xin vắng mặt một chút ạ. Dạ, cảm ơn Đạo Men, dạ, đọc kệ phân tích. Hai đọc phân tích từ kệ bạch Ngài, Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ. Dạ, con tri ân Ngài. Ngài con phải biết rõ ràng chứ không. Tại vì con sợ ăn cháo lương quá đi. Dạ, con xin đọc trước. Nô chê la phê thá thi bác căng xá hà dăng xá thịnh cha răng xà thư vi hà đi thì răng ra cha quá rác thăng vi chi tăng ma ha yak e ko ka re ma tan ga ran ye wat na go. Con xin phân tích câu 1. No trường âm thông thường, che trường âm thông thường, lá đoạn âm, phê trường âm thông thường, tha ni ba ba đoạn âm, ba đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, hà trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2. Sát trường âm nhấn, thiên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thú quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, rí đoạn âm, thì trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con ôn lại hai câu. Nô chê la phê thá ni bác căng xá hà văn sát thình cha răng xà thú vi hà đi thì răng. Nhà con tin phân tích câu số 3. Ra cha hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, các trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quy chí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hà trường âm thông thường, giá đoạn âm. Câu thứ tư, ê trường âm thông thường, cô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê ma hai trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, gá đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, quá đoạn âm, na gô hai trường âm thông thường, ra cha quá rách thằng quý chi tăng ma hà giá ê cơ cha rê ma tành gá ranh nhê quá na rô. Và con xin đọc lại hết 4 câu. Nô chê la phê thanh ni bắc căng sát hai văn sát thinh chát răng xà thú vi hà đi thì răng ra cha quá rách thăng quý chi tăng ma hà giá ê cơ cá rê ma tành cá rành nhê quá na gô. Và con xin được kể ạ. Nô chê la phê thanh ni bắc căng sát hai văn sa thiên cha răng sa thù quỷ ha đi thi răng ra cha qua rách thăng vì chi tăng ma ha ya ê cơ cha rê ma tăng gà rảnh nhê qua na gô nô chê la phê tha ni ba căng sa ha văn sa thiên cha răng sa thù ghi ha đi thi răng ra cha qua rách thăng vì chi tăng ma ha ya ê cơ cha rê ma tành ga ranh nhê qua na gô. Con đọc luôn tiếng Việt ạ. À.
Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành như vua bỏ nước bài, hại sống riêng cô độc như voi sống rừng voi. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ra đi trên bước đường đời, nếu không gặp bạn là người trí nhân, là người tuệ hạnh trăm ngàn, là người chánh niệm ân cần sớm hôm, thà rằng vững bước cô đơn như voi cứ nọ thăm sơn một mình. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con mở hàng có thể có nhiều điều sai, con kính mong Ngài chỉ dạy cho con. Và kính mời chị Metta. Và cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Và con xin phép trắng mặt một chút ạ. Dạ, mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho biết đã được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Kim Dung. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, trước hết con kính đánh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đánh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính đánh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài. Hôm nay thì ở bên Úc con dịch nhiều quá, mà con thì cơ thể con bữa nay cũng có vấn đề nữa, mà chưa đến đổi, con không biết con như thế nào thôi. Thế nào cũng thấy kệ. Dạ, bây giờ học thì con lo học thôi. Thôi con cũng xin đọc bài phân tích và kể luôn. Nô chê lá phê thá ní bác căng xá hà dằn sát thình chá rằng xà thú quý hà rí thì rằng ra trà quá rách thằng quý trí tằng bá hà giá ê cô chá rê mà tằng gá rành nhề quá nà gô. Dạ, con xin phân tích ạ. Nô chê lá phê tha ní bát căng xá hà dăng. Nô chê là hai trường âm thông thường. Lá đoạn âm. Phê trường âm thông thường. Thá đoạn âm. Ní bá là hai đoạn âm. Căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá đoạn âm. Ha trường âm thông thường. Dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát thình chá rằng xà thú quý hà rí thì rằng sát trường âm nhấn, thinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, rí đoạn âm, thi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nô chê lá phê thá ní bá căng xá hà dằn sát thình chá rằng xà thú quý hà rí thì rằng ra trà quá rắp thằng quý chi tằng bá hà giá ê cô chá rê mà tằng gá rành nhê quá na gô. Ra trà là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, rát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý trí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm, ê cô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, tăng trường âm nhấn, gá đoạn âm, ranh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, quá đoạn âm, na go là hai trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Nô chê lá phê tha ni bát căng xá hà giang sát thình chá răng xa thu quý hà rí thi răng ra cha quá rách thằng quý chi tăng bá hà giá ê cô chá rê mà tăng ga rành nhê quá na gô. Dạ, con cũng xin kệ luôn. Nô chê la phê tha
ni ba căn sa văn sạch thân cha răng sa tu vi ha ri thi răng. Dạ con giọng con nó khàn mà. Ra cha hoa rạch thăng quý chi tăng ba gia ê cô cha đây mà tăng ga rành nhây quá na gô. Dạ thôi con xin kể một lần, con giọng con nó khàn quá rồi. Dạ con phân tích có gì sai, đọc có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng. Sa thú, sa thú, xích nhập quần, xích mít ta. Đây là hai cây đại thọ của cái rung Phật giáo Nam Truyền. Quý vị thấy lớn tuổi, sức khỏe không được ổn, nhưng mà trong cái sự học hỏi thì quý vị rất là nhiệt tình. Đây là một cái tấm gương sáng cho cái rung Phật giáo Nam Truyền. Như biết Sích Mê Ta năm này cũng còn mấy mấy năm nữa là 80 rồi, cũng lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà tôi để thấy sự tinh tấn của Sích Mê Ta, của Sích Nhật Quỳnh ha. Đây là một cái tấm gương để chúng ta thấy như trong câu Phật này. Đây là tương với câu Phật ngôn 329 nè. 3 năm nữa ha, 3 năm nữa là 80 rồi á. Sích Mê Ta. Vâng. Với một cái người tuổi cao sức lớn, sức khỏe không coi như không được ổn định ha. Và đang trong cái thời kỳ mà dịch bệnh trên toàn thế giới, nhưng mà Sích vẫn tinh tấn. Đây là một cái tấm gương. Thì quý vị cũng quan hệ ha, noi theo tấm gương đó để chúng ta tu học. Rồi, sa thú, Sích Nhật Quỳnh, Sích Mít Ta. Bây giờ là Huynh Chánh Ngộ và Sích Kim. Alo, xin mời Huynh Chánh Ngộ lên trước, rồi Sích Kim chuẩn bị tinh thần ha. Sa thú, Huynh Chánh Ngộ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mạng, Nam mô Sang Gà. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Xin chào quý vị đạo hữu. Con xin đọc câu Phật ngôn 329 rồi phân tích. Nô chê la phê tha ni pa căn sa hà yang sa thiền cha rằng sa tu vi hà ri thi rằng ra cha wa ra thằng quý chi tăng pa hà ya e cô cha rê ma tan ga ran ye wa na go. Con xin phân tích từng câu một. Nô chê la phê tha ni pa căn sa hà yang. Nô chê là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ní pá là hai đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát thiên cha rằng sa thú quý hà rí thi rằng. Sát là trường âm nhấn, thiên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, hà là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3. Ra cha wa ra thang vui chi tăng pa ha ya. Ra cha là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Rát là trường âm nhấn. Thang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
quý chí là hai đóng âm, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, bá là đóng âm, ha là trường âm thông thường, giá là đóng âm. E ko cha re ma tan ga ran ye wa na go. E ko là hai trường âm thông thường, cha là đóng âm, re là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tan là trường âm nhấn, ga là đóng âm, ran là trường âm nhấn, ye là trường âm thông thường, quá là đóng âm, na go là hai trường âm thông thường. Dạ, sư coi lại dùm con cái từ sa thú quý hà rít thi răng. Dạ, cái này thì mấy năm trước con viết bài thì cái chữ thi răng thì con gọi là đoạn âm thí răng, thì lần này thì thấy sa thú quý hà rít thi răng chứ không phải là sa thú quý hà rít thi răng, thì con biết là hồi trước con viết sai hay là dạ, bây giờ có lỗi gì không. Dạ, con xin xuống mic ạ. À, sa thú huynh chân ngộ. Sa thú hà rít thi răng, chữ thi chứ không phải chữ thí ha. Bởi vì thi ra là bậc hiền trí, chứ không phải là thí. À, huynh chân ngộ. À, tới cái phần từ vựng ha. Thì huynh chân ngộ sẽ thấy rằng sa thú hà rít thi răng sẽ được chia sẻ tại sao một cái nhóm từ này. Thì chữ sa thú là một, à, quý ha ra là hai, hoặc là quý ha rí là hai ha. Rồi chữ thi răng là ba, ba cái từ này nó đi chung với nhau. Thì cái chữ thi răng do cái từ thi ra, à, thi ra là bậc hiền trí, à, chứ không phải thi ra ha. Nếu thì huynh chân ngộ và thiếu cái dấu huyền ha. Hồi trước chép sai, à, thì bây giờ chép lại đúng. Nhưng mà trong cái phần từ vựng á, thì khi mà phân tích từ vựng á, thì huynh chánh ngộ, bây giờ chúng ta chỉ nhận diện mặt chữ, à, đọc, đọc cho đúng mặt chữ. Rồi khi mà phân tích từ vựng á, thì khi đó sẽ nói lên cái ý nghĩa của chữ đó, có ý nghĩa như thế nào. À, thì bây giờ tiếp tục, xin mời Thiết Kim. Alo. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sai sửa sẽ kéo lên quê làm lại, nói lộn nói lại, nói thiếu bỏ vô, nói dư chặt bớt. Chuyện nhỏ hay sư hả? Con xin phân tích. Phân tích rồi đọc kinh, rồi đọc kệ câu Pháp Cú 329. Coi mấy người nghe rõ vậy? Có hai người nghe rõ vậy cũng được, sư cũng nghe rõ ha. Rồi bốn người, dạ. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ, năm sáu người rồi đủ rồi. Thôi bắt đầu làm việc. Nghe, vẫn nghe rõ ha, rồi rồi, cảm ơn. Đọc cho rồi, để chúng tôi hết giờ nữa, sư nó mở nhọn nữa. Rồi con bắt đầu đọc kinh Pháp Cú câu 329. Nô chê la bê tha nít phát căng sa hà giăng sắc thình cha răng sa thú quý hà rích thi răng ra cha quá rắc thằng quý chích tăng phá hà giá ê cô cha rê mà tăng cá răng nhề quá nà gô. Nô chê là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tha nít thá ní bá là ba ba đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc thình cha răng xa thú quý hà rít thì răng, sắc là trường âm, sắc là trường âm nhắn, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường. Thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3, câu 4. Ra cha quá rắc thằng quý chí tăng phá hà giá e cô cha rê mà tăng gá rành nhề quá nà gô.
Ra cha là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, rắc là trường âm nhắn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê cô là hai âm thông thường, chá là đoạn âm, rê ma là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm nhắn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhắn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na go là hai trường âm thông thường. Đọc lại bốn câu một lần. Nô chê đáp đề thá nít bác khăn xá hà dằn sắc thình cha rằng xà thú quý hà rích thì rằng ra cha quá rắc thằng quý chích tăng phá hà giá ê cô cha rê ma tăng rá ranh nhê quá na go. Dạ, bây giờ ta đọc kệ. Nô chê la đê tha nít pha khăn sa hà giang sạc thịnh cha răng sa thu vi hà rít thi răng ra cha hoa răng thăng quy chích tăng pha hà gia ê cô cha rê ma tăng ra răng nhê hoa na gô. Nô chê la đê tha nít pha khăn sa hà giang sắc thịnh cha răng sa thu vi hà rít thi răng ra cha hoa răng thăm quy chích tăng tha hà gia ê cô cha rên thăm quy chích tăng tha hà gia ê cô cha rê ma tăng ga răng nhê hoa na gô. Không gặp bạn hiền chí đáng sống chung hạnh lành như vua bỏ nước bại hãy sống riêng cô độc như voi sống rừng voi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chèn đất ơi, thấy ổng cho ba cái bông hương dương trước là chắc không bữa nay không có càm ràm cằn nhằn lè nhè cử ngửi nữa. Dạ con cảm ơn sư nha, dạ cảm ơn quý vị đã cho nhiều bông qua đó. Trời ơi, có xuống khá chỉ có hai cái bông thôi, à ba cái chứ. Dành trước, đây trước, rồi xuống khá, đu khá, đừng cười nữa. Nhớ cho chó ăn đi, để không hơi độc lên, nó sủa ôm sùm nữa. Alo, cái kia nó hết chưa? À, đừng có thấy ba cành hoa như vậy là tưởng là mình đúng nha. À, nói rồi hả? Đừng có nghĩ là ba cành hoa là đúng nha. Phân nhưng mà giọng đọc thì sai. Lý do tại sao? Tại sao cho ba cành hoa? Ba cành hoa là phân tích trường âm, đoạn âm đúng. Nhưng mà sai cái giọng đọc. La phê tha. La phê tha. Chữ phê này đọc là thành ra chữ B luôn. Nghĩa là phê, không chịu phê mà bê ha. Nô chê lá phê tha ni bác cần xa hài dần ha. Chữ lá phê tha, Sikh Kim đọc là lá bê tha. À, bà con có nghe như vậy không? À, thì cái chỗ này phải chỉnh lại. Đừng có thấy ba cành hoa là cười tích mắt đi. Ba cành hoa nhưng mà phân tích trường âm thông thường là đúng, nhưng mà cái giọng đọc á thì sai. À, chị Kim chỉnh lại chỗ đó đi. Nhân vô tập đoàn của chúng tôi bị sai nữa chứ không phải là bị sai không ha. Thì sai chỗ nào chúng ta sửa chỗ đó. Rồi bây giờ tiếp câu Phật ngôn 329. Bây giờ mời Huynh Giang Nhất Hà nè, rồi System Man ha. Huynh Giang Nhất Hà, ủa? Bây giờ có người tình nguyện lên trước, Huynh Giang Nhất Hà nghĩ sao? Alo, Huynh Giang Nhất Hà nghĩ sao? Bây giờ có người tình nguyện trước nè. À, rồi System Man nghĩ sao? Sao xích xuất khá hả? Bởi vì cái vấn đề tình nguyện là ưu tiên. À, tình nguyện là ưu tiên. Cho nên Sư Sư Khá tranh thủ. Rồi Huynh Giang Nhất Hà coi như tiếp tục ha. Rồi Sư Tâm An tiếp tục ha. Bây giờ xin mời Sư Sư Khá. Alo,
Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con viên tín hiệu. Dạ, con kính chiên sư, tại vì con lại tưởng là các cô chú lên phân tích hết rồi, con mới đưa tay. Con lên người chót này, con giơ tay. Dạ, con xin phép đạo tràng ạ, xin kính chiên sư ạ. Mới mảnh mắt ra chó nào ăn cô. Dạ. Dạ, dạ con chiên sư. Dạ. Dạ con xin phân tích câu pháp cú số 329. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ con kính lĩnh lễ thượng tọa Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích ạ. Lô chê nắp phê tha li bác càng sa hà rằng sa thình cha rằng sa thu huy hà di thì rằng già trà hoa sa a giáp thằng quý chi tằng ta hà ra ê cô cha dề mà tằng ga dành nhề quá nà gồ. Dạ lô chê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ní pá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chán là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, y là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã, câu 3 là ra cha là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý trí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê cô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dê ma là hai trường âm thông thường, tăn là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, nhê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, và na go là hai trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Lô chê nắp về tha di bắc càng sa hà rằng sát thình cha rằng xà thu quy hà di thì rằng già trà quá sát thình quá già trà quá sát thằng quý chi tằng pa hà giá ê cô cha dề mà tàn gá dành nhì quá là gồ. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con có sai chỗ nào con kính thỉnh sư lên mic sửa sai cho con ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ dạ con mời cô chú kế tiếp ạ. Vì con dùng cái điện thoại lắm lúc con không nhìn thấy bàn tay. À đây ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo. 123123 Vinh Giang Nhất Hà Văn Hỷ ha, chào chúc ha. Rồi, xa thu không phải riêng cá nhân chúng tôi mà chị Kim Dung cũng đã nghe rõ là cái chữ Ma Tân Gá Ran Nhề. À, chết nữa rồi hả? Làm gì mà chết? À, chỉ có một chút thôi, tức là chữ Ran Nhề. Chữ ranh là trường âm nhấn, chữ nhê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khổ đế thiệt. Chữ nhê này tại sao mà trường âm đọc theo giọng nguyên âm? À, không phải một cá nhân chúng tôi mà chị Kim Nhung cũng đã nghe rõ. Chữ nhê này là trường âm thông thường, nhưng mà bị phân tâm, Shishuka đọc nhầm ha. Rồi.
đọc sai sửa đâu có gì đâu, nó lộn nó lại không sao. Thì xin chú cá chú ý chỗ đó ha, cứ bình tĩnh mà run. Tại sao mà con đã bình tĩnh mà còn run, làm cái gì để mà coi như chỉ nhê này mà đọc trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Thôi bây giờ mời Huynh Giang Nhất Hà, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phân tích và đọc câu Pháp Cú 329. Dạ, để con kéo bài xuống con coi. Dạ. Dạ. Nô chê la phê tha ni ba căng sa hà yăng sát thình cha răng sa thu vi hà ri thi răng. Dạ, câu số 1, câu số 2. Nô chê là hai trường âm thông thường. Lá là đoạn âm. Phê là trường âm thông thường. Thá, ní, bá là ba đoạn âm. Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát thìn cha răng xà thu vi hà ri thì răng. Sát là trường âm nhấn, thìn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4. Ra cha wa rat thằng quý chi tằng ba hà ya e cô cha rê ma tằng gat ran nhê wa na go. Và ra cha là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, chí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê, cô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ran là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na go là hai trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu ạ. Nô chê la phê tha ni ba căng sa hà yăng sát thìn cha rằng xà thu quý hà ri thì rằng ra cha wa rát thằng quý chi tằng ba hà giá e cô cha rê mà tằng ga rành nhề wa na go. Dạ, con xin kể luôn à. Nô chê la phê tha ni ba căng sa ha yang Satin charang sa tu vihari thi rang Raja waratang vichitang bahaya Eko charema tangaran nyewanago. Dạ, con xin xuống mic. Có sai chỗ nào xin nhờ sư sửa lại. Dạ, con xin mời cô The Man 45. Alo, dạ cho hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin kính lễ quý sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phân tích cái trường âm và đoạn âm của câu Pháp Cú số 329. Nô chê la phê tha ni ba căng sa hà yăng sát thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng ra cha vá rắp thằng vi chi tằng ba hà gia ê
cô cha rệ ma tâm ga rầm nhẹ va na gù nô chê la phê tha ni ba căng sa hà dăng. Nô chê là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá ní bá là ba đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng. Alo. Dạ, dạ con cảm ơn. Dạ, dạ con xin phép đọc lại câu 2. Sát thình cha rằng xa quy hà ri thi dằng. Sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm đọc theo trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha vá rách thằng quý chí tăng ba hà giá. Ra cha là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. E cu cha rê ma tăng ga ranh nhê va na go. E cu là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê ma là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, go là trường âm thông thường. Nô chê la phê tha ni ba căng sa hà dằng sa thình cha rằng sa thú y hà ri thi dằng. Ra cha va rách thằng vi chi tằng ba hà gia ê cô cha rê ma tằn ga rành nhê ba na gô. Dạ, con xin mời vị kế tiếp xin sư sử bài cho con. Nha sa thố sa thố à, cảm ơn thầm em. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang, kính chào đạo tràng. Và bây giờ con xin phân tích và đọc câu pháp cú số không thấy bài. Dạ xin ngài cho con xin bài ạ. Dạ con đã thấy. Dạ bây giờ con xin đọc câu pháp cú số 329 và phân tích. Nô chê la phê thá ni bác càng xá hà giá xá hà dằng sát thình chạc răng xà thú huy hà ri thi răng. Nô là nô chê là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chát là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha quá rách thân quý chi tăng bá hà giá ê cô cha rê ma tăng giá rành nhê quá na gô. Cha là trường âm thông thường,
Quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê cô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, nago là hai trường âm thông thường. Dạ, bây giờ con xin đọc. No, no, che, la, fe, ta, ni, bác, căng, xa, hai. Yang tin rat sat tin rat sat tin chat rang sa tu vi ha ri thi rang ra cha wa rat tang chi tang ba ha ya e ko chat re ma tang ga re nye wa na go. Dạ con đã đọc xong. Sa thú, sa thú, cô tu nữ Tuệ Giang. Cô tu nữ Tuệ Giang là tự nguyện lên phân tích và đọc. Chúng ta thấy rất là chính xác, không có chỗ nào sai. Nhưng mà ở đây á, khi mời quý vị lên, tức là quý vị coi như đọc theo phân tích xong ha, rồi đọc theo giọng kinh ha, rồi xong giọng kinh qua giọng kệ ha, tức là chúng ta làm xong bổn phận, tức là chúng ta có quyền thoải mái ngồi nghỉ giải lao để coi như làm trọng tài, coi những vị khác có sai sót chỗ nào không ha. Alo, bây giờ Sĩ Thanh Thủy cũng tự nguyện luôn ha. Rồi sa thú phân tích xong ha, rồi cái đọc theo giọng kinh ha, rồi tới giọng quẹ ha, rồi bây giờ thêm Sĩ Thanh Hoàng nữa, sao rồi dòng họ Thanh này, cái thấy bà con hay sao, Thanh Thủy rồi tới Thanh Hoàng, rồi Quang Hỷ xin mời. Dạ con kính trên Phật Trí Đức. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ cho Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Đạo tràng nghe con có rõ không ha? Không biết đạo tràng có nghe con rõ không ha? Dạ, dạ con xin con cảm ơn Kim Dung ha, con kính trên từ tọa. Dạ con xin đọc và phân tích rồi kệ. Nô chê lắp hê thá nít bác căng xá hà dân sắp thiên cha răng xa thú vi hà rít thi răng ra cha quá rách thằng quý chí tăng bá hà giá ê cô cha rê mà tăng cha răng nhê quá nà gô. Dạ nô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê là trường âm đọc theo giọng, ô con xin lỗi, lâu quá con quên rồi. No là no, che là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ní bá là hai đoạn âm, căng là trường âm thập đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thiên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha là trường hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, rách
trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê là ê, cô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, gô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại ạ. Nô chê lắp vê thá nếp bắt căng sa ha dăng sắc thình cha răng sa thú vi hà rít thi răng ra cha quá sắc căng quý chí tăng phá ha giá ê cô cha rê ma tăng ca răng nhê quá na gô. Dạ con xin kể. Nô chê la phê thà nếp ba căng. Dạ con kể lại. Nô chê la phê là nếp ba. Lâu quá con quên, con không có kể được thôi. Con kính tri hành đạo ca tràng rồi chờ vị khác kể rồi con bắt chước theo ạ. Con trả mít lại cho đạo tràng. Alo, 123, 123. Sư Thanh Thủy ha. Lâu quá mới đến đạo tràng. Nhưng mà trên cái giọng kinh tức là trường âm và đoạn âm thì Sư Thanh Thủy rất là căn bản. Tuy nhiên khi mà mới vô đầu chữ nô chê là thấy trường âm nhắn, là thấy trường âm đọc theo giọng nguyên âm, là thấy wow, sao kỳ quá vậy. Nhưng mà chẳng qua lâu quá văn phải ôn, võ phải luyện, cho nên ôn lại thì rất là căn bản ha. Chẳng qua nó lộn thôi, nó lộn nó lại, nhưng mà trường âm đoạn âm thì vẫn chính xác. Rồi bây giờ mời Sĩ Thanh Hoàng thử ha. Alo. Dạ con kính đảnh lễ Văn Ơi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các chư tôn đức tăng và các quý vị ạ. Con thử xem thôi chứ mấy ngày hôm nay con hoàn toàn phải nghe bằng Facebook hết ạ. Con vâng ạ. Con xin đọc câu pháp cú 239 ạ. Nô chê la phê tha ni pa căng sa ha yang sa thình cha răng sa thu vi ha ri thi răng ra cha va ra thăng vi chi tăng pa ha cha e cô cha re ma tăng cha răn ga răn ye va na go. Nô chê la phê tha ni pa căng sa ha yang. Nô chê là hai trường âm ạ. Thông thường ạ, là lá là đoạn âm, phê là trường âm, thá là thá ní pá là ba đoạn âm, căng là trường âm giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Sát thình cha răng xà thu vi hà ri thì răng. Sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha va ra thang vi chi tăng pa ha ya. Ra cha là hai đoạn trường âm thông thường, quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là quý chí là hai đoạn âm.
Dạ, mọi người có nghe con nói không ạ? Quý trí là hai đoạn âm, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Pá là đoạn âm, ha là trường âm. Thông thường giá là đoạn âm. Eko-cha-re-ma-tang-ga-ran-ye-wa-na-go. Eko là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, re ma là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, răn là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na go là hai trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. No che la phê tha ni pa căng sa ha chăng sa thình cha răng sa thu quy hà ri thi răng ya cha wa ra thang quy chi tăng pa ha ya e ko cha re ma tăng ga ram ye wa na go. No che la phê tha ni pa căng sa ha chăng sát thình cha răng sa thu quy hà ri thi răng cha ra cha qua rát thằng quy chi tăng pa hà cha e cô cha re ma tăng ga răng ye qua na go. Con xin đọc lại một lần nữa. No che la phê tha ni pa căng sa hà chăng sát thình cha răng sa thu quy hà ri thi răng ra cha qua rát thằng quy chi tăng pa hà ca e cô cha re ma tăng ga răng ye qua na go. Con không biết kẻ, con đọc lời dịch ạ. Không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bạn hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Dạ con xin hết ạ, con xin ngài sửa cho con ạ. Con kính quý cảm ơn đạo tràng và sư ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Chúa con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ với bà với cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ cô Ngô Thụy Duyên. Và con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú 329. Câu 329, câu số 1 và câu số 2. Nô chê la phê tha ni bát căn sa hà dăng. Câu số 1. Nô là trường âm, nô trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ní bá là hai đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Sắc thiền cha rằng xà thú quý hà ri thì rằng. Sắc là trường âm nhấn, thiền là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, và răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4. Và câu số 3. Ra cha quá rắc thăng quý chi tăng ba hà giá. Ra và cha là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, rắc là trường âm ấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Và câu số 4. Ê cô cha rê ma tăng
ga rần nhề qua nà gồ. Eco là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, răn răng là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, và nago là hai trường âm thông thường. Dạ, con dạy. Nô chê la phê tha ni bác căng sa hà dăng sắc thiền cha rằng sa chú vi hà ri thị rằng ra cha na rắc thăng vi chí tăng ba hà gia ê cô cha rê ma tần ca rằng nhề qua nà gồ. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Dạ, con kể luôn ha. Cái luôn hả Xích Nhật Quỳnh? Dạ, dạ, cảm ơn Xích Nhật Quỳnh. Dạ, Xích Kinh Dương cậu chút xíu nha. Bây giờ mình tự cậu luôn. Nô chê la phê thà ni ba căng sa ha yang sắc thiên cha răng sa thu vi ha ri thi răng ra cha wa răng thằng vi chi tăng ba ha ya e cô cha rê ma tăng ga chi răng nhê wa na go nô chê la phê thà ni ba căng sa yang sắc thiên cha răng sa chú vi ha ri thi răng ra cha wa răng thằng vi chi tăng ba ha ya e cô cha rê ma tấn ga răng như qua na go. Dạ, con đã phân tích đọc và kể xong. Con có sai, con mong ngài sửa lại giùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ kính mời Xích Kinh Dung lên ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, alo ạ. Dạ, con thấy bàn tay của chị Thanh Thủy ạ. À, chị Thanh Thủy có ý kiến gì ạ? Để em xuống cho chị nói nha. Chị Thanh Thủy có nói gì không ạ? Dạ. Cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngài bảo, đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng quý anh chị đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài kinh Pháp Cú 329 ạ. Con chưa có bài. Dạ, con xin sư bốt bài dùm con ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Nô chê la phê tha ni ba càng sa hà dằng sát thình cha rằng sa thu quy hà ri thì rằng ra cha qua rát thằng quy chi tằng ba hà gia ê cô cha rề mà tằng ga rành nhề qua nà gồ. Nô chê là hai trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá ní bá là ba đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú, quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc lại hai câu này ạ. Nô chê la phê tha ni ba càng sa hà dằng sát
thỉnh cha rằng xà thu huy hà ri thì rằng. Dạ câu 3, câu 4. Ra cha là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý trí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê cô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê ma là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nê nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na go là hai trường âm thông thường. Ra cha wa ra thằng quy chi tằng ba ya e cổ cha rề mà tành ga rành nhề quan là gồ. Nô chê la phê tha ni ba càng sa hà dằng sát thình cha rằng xà thu huy hà ri thì rằng. Ra cha wa ra thằng quy chi tằng ba hà ya e cổ cha rề mà tành ga rành nhề quan là gồ. Nội la phê tha ni ba căng sa ha yang sát thinh cha răng sa thu vi ha ri thi răng ra cha wa ra thăng vi chi tăng ba ha ya e cô cha re ma tăng ga ranh nhê qua na go. Không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, con nhờ sư sửa chỗ nào con bị sai. Kính cảm ơn đạo tràng là đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, xin mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Trì Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Nô chê la phê tha ni ba căng sa hà dằng sát tình cha rằng xà thu vi hà vi thì rằng và chà quá rách thằng vi chi tằng ba hà dạ giá. Ba hà giá ê, cô cha rề mà tằng ca rành nghề qua nà gồ. Nô chê la phê tha nếp ba cằn, sa hà dằn sách tình cha rằng xà thu vi ha vi thì rằng. Ra chà quá rách thình, ra chà quá rách thằng vi chi tằng ba hà giá ê cô. Cha về mà tàn ga gần nghề quá nà cô. Không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Nô chê la phê tha. Dạ con thôi con không biết kệ, thôi con xin mẹ. Con xin chào mít cho bài kế tiếp. Cảm ơn Hà. Để con xin đọc, con xin kệ. Nô chế la phê thà ni bao căn xa ha chân xa tiễn cha răng xa thu vi ha đi thi răng ra cha wa ra tham vi chi tăng pa ha cha e cô cha re ma tam đa lăng ye wa na go. Không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bài hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Bản dịch người và thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc xong, con kính tri ân đạo tràng. À, xin nhường mic cho Thiên Vũ Năm ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức.
con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý sư Tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc của câu 329 ạ, câu Phật ngôn 329. Đầu tiên con xin phân tích cách đọc của câu 1, câu 2. No che la phê tha ni pa căng sa hà giang sát thình cha răng xà thu vi hà ri thì răng. No che là hai trường âm thông thường. Lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường. Thá là thá, ní, thá là ba đoạn âm. Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là bản âm. Ha là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát là trường âm nhấn. Thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha, chá là bản âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa là trường âm thông thường. Thú, ví là hai bản âm. Ha là trường âm thông thường. Rí là bản âm. Thi là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. No che la phê tha ni pa căng sa hà giang sát thình cha ân xà thu vi hà vi thì răng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ra cha va vát thăng vi chi tăng sa hà gia e cô cha rê ma tăng gia vành nhê va na go. Ra cha là hai trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Rát là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ví chí là hai đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá là đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Ê cô là hai trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Rê ma là hai trường âm thông thường. Tăng là trường âm nhấn. Giá là đoạn âm. Ranh là trường âm nhấn. Nhê là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Na, go là hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 329. No che la phê tha ni pa căng sa hà giang sát thình cha răng xà thu vi hà ri thì răng. Ra cha ra rát thăng vi chi tăng ta hà giá e cô cha rê ma tăng ca rành nhê va nà gô. Dạ con xin kệ câu Phật ngôn 329. Nô chê la phê tha ha ni pa căng sa hà giang sạp thình cha răng sa ha thu vi hà ri thi răng. Ra cha va rát thắng vi chi tăng ta hà gia đề cô cha rê ma ha tăng găng răng nhê văn nà gô. Dạ con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú thiền phục. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ, hồi nãy tự nhiên chỉ phân tích và đọc. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ và đọc tiếng Việt. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nô chê la phê, nô chê la phê, nhị ba căng xa hạ sa tinh cha răng sa thu vi hà ri thi răng ra cha wa ra thang vi chi tăng ba ha ya e ko cha re ma tăng ga ranh ye wa na gu no che la phê đa căng xa hà văn xa tình cha răng xa thú vi hà vi thi răng. Trời từ đang kể mà bị Covid vô rồi. Ra cha hoa ra tình vi chi tăng
không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại. Hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên xin xuống mức đang đọc, hình như Covid nó chạy vô sao? Nó khan tiếng, dạ, anh sám hối đạo tràng. À, xa thủ, câu Phật ngôn 329. Alo, quý vị nghe rõ không? Câu Phật ngôn 329 là một cái câu Phật ngôn hơi khó. Nhưng mà hôm nay quý vị tham gia rất là đông. Từ Sít Nhật Quỳnh ha, tới Sít Mê Ta nè, Huynh Danh Ngộ, Sít Kim, Sít Xu Khá, Huynh Giang Nhất Hà, Sít Tờ Men, Sít Kim Nhung, Sít Hà, Sít Thanh Thủy, rồi cô tu nữ Tuệ Duyên ha, có Sít Thường Vũ nữa chứ ha. Rồi, như vậy là quý vị đã thể hiện một cách rất tốt, vượt lên chính mình. Cái gì Sít Nhật Quỳnh á, mở hàng đắt quá ha. Đúng rồi, thường thường nghĩa là đi hải quân làm sâu lắm, mà hôm nay xuất hiện đầu tiên mở hàng đắt thiệt. Xa thủ cầu Phật ngôn 329 cho chúng ta một bài học. Bài học hôm nay là một bài học khó, nhưng mà quý vị thể hiện rất là tốt. Bây giờ giọng đọc thì ví dụ như Sít Thanh Thủy lâu lâu trở lại đạo tràng, nhưng mà đọc không có vóc trường âm đoạn âm. Chẳng qua là trên cái vấn đề phân tích hơi phân tâm một tí thôi ha. Nhưng mà giọng đọc rất là chuẩn. Xa thủ cần bản của quý vị, quý vị đã nắm vững. Nhưng mà chúng ta phải văn ôn võ luyện, nếu không văn ôn võ luyện thì nó quên hết. Rồi bây giờ sau khi phân tích rồi giọng đọc, bây giờ mới là tới cái lúc mà quý vị phải thắc mắc. Cái chữ này đọc được nhưng mà ý nghĩa làm sao? Như Huynh Chánh Ngộ hồi nãy thắc mắc ha. Huynh Chánh Ngộ hồi nãy thắc mắc tại sao là cái chỗ chữ thí răng ở đây là thi răng. Bây giờ chúng ta mới đi vào nội dung ha. Đọc được, chúng ta hoan hỷ và chúng ta hiểu được ý nghĩa nữa là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ câu đầu tiên nè. Nô chê lá phê thá ni bắc tăng xa hài dần. Nô chê lá phê thá ni bắc tăng xa hài dần. Nô chê lá phê thá ni bắc tăng xa hài dần. Câu này ý nghĩa của những từ này như thế nào? Nô là không, giống là tiếng Anh ha, tiếng Mỹ cũng vậy ha. Nô là không. Chỉ chê là nếu. Nô chê là nếu không ha. Dễ ha, ráp chữ ha. Rồi lắc phê thá. Lắc phê thá thì cái câu này với cái câu mà 329 358 giống hệt nhau. Hai câu đầu lắc phê thá, đây là một động từ. Ý nghĩa động từ số nhiều này là nên đạt được, có thể đạt được. Lắc phê thá, nên đạt được, có thể đạt được. Chữ đa phê tha, nên đạt được, có thể đạt được. Rồi tiếp theo cái từ thứ ba là ni bắc căng. Ni bắc căng do cái từ ni bắc cá, nhưng mà nó được chia theo đối cách số ít. Đu tì gia quỳ phá tí e ca quá trình á. Cho nên ni bắc cá biến thành ni bắc căng. Ni bắc căng là khôn ngoan. Ni bắc căng là khôn ngoan. Và cái từ cuối cùng sa ha dần. Sa ha dần do cái từ sa ha giá, nó là một danh từ nam tính. Á răng tắp cung đình gá. Sa ha giá được chia theo đối cách số ít. Đu tì gia quỳ phá tí ê ca quá trình á. Cho nên sa ha giá biến thành sa ha dần.
Sa hà dân có nghĩa là bạn bè. Rồi bây giờ qua câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Sắp hình cha rằng xà thú vi hà rí thì rằng, chữ sắp hình, sắp hình có nghĩa là cùng với, nó là một trạng từ ha. Rồi chữ cha rằng, cha rằng do cái từ cha rá, nó là một danh từ nam tính, nhưng mà được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia quy pháp trí hay có quá trình á, cho nên nó biến thành cha rằng. Cha rằng là đi lang thang, hay còn có một cái ý nghĩa nữa là thực hành. Vậy thì sắp hình cha rằng, hai từ này đi chung với nhau ha, hoặc là nó có rời ra, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa là bạn đồng hành. Cùng với đi lang thang, tức là bạn đồng hành ha. Sát tin trả răng là bạn đồng hành. Rồi, sa thú quy hà rí thì rằng, sa thú quy hà rí thì rằng, ở đây chúng ta thấy có ba từ nè. Sa thú có nghĩa là tốt đẹp nè. Quy hà rí, quy hà rí do từ quy hà ra, nó là một danh từ nam tính ha. Á rành ta phung rình ra, quy hà ra có nghĩa là nơi sinh sống, nơi ở. Nhưng mà ở đây quy hà rí chỉ cho cái sự thở, sở hữu, sở hữu. Rồi chữ thi răng do cái từ thi ra. Cái từ này hồi nãy Quỳnh Chính Ngộ thắc mắc này ha. Chữ thi ra nó là một danh từ nam tính, Akrantapumringa. Thi ra ở đây được chia theo đối cách số ít, đối kỳ gia quỳ pháp tí ê cao quá trần á. Cho nên chữ thi ra biến thành thi răng. Thi răng có nghĩa là thông minh, khéo léo, có trí. Thông minh, khéo léo, có trí. Vậy thì sa thú vi hà rí thì rằng, người trí có sự sống tốt đẹp. Người trí có sự sống tốt đẹp. Một nhóm từ ba chữ đó. Người trí có sự sống tốt đẹp. Rồi. Như vậy thì câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa. Sát chê lá phê thái ni bác cần xá hà dần sát hình cha rằng xà thú quý hà với thi rằng. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt đẹp là người bạn đồng hành. Ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí, sống tốt đẹp là người bạn đồng hành. Alo, còn nghe không? Rồi, bây giờ câu 3, câu 4 nha. Câu 3, câu 4. Ra cha quá rắp thân quý chí tăng bá hà gia. Ra cha quá rắp thân quý chí tăng bá hà gia. Nghe như hơi rè hả? Rè là đúng rồi. Buổi sáng chưa có điểm tâm gì cả cho nên nó rè. Chưa xỉu hên lắm đó nha. Mới rè thôi, chưa xỉu. Rồi, thông cảm ha. Rồi, câu này có bốn từ ha. Ra cha quá là một, ra thân là hai, quý chị tăng là ba, phá hai giá là bốn. Chữ ra cha do cái từ ra cha. Ra cha nó là một danh từ nam tính, ác rần tóc cung linh cá.
và chữ lan trán này được chia theo chủ các số ít à Bhatama Ekavachana Vipassi à, cho nên chữ ra cha biến thành ra cha, ra cha là vua. Rồi chữ quá ở sau, chữ quá ở sau là do cái từ ý quá giống như vua à, ra cha quá có nghĩa là giống như vua, ví như vua ha. Rồi chữ rắc thăng, rắc thăng do cái từ rắc tha, rắc tha là một danh từ trung tính Avran Tanapum Sakalinga à, chữ rắc tha được chia theo đối các số ít đối tỷ giao vì phát tiết hệ câu quá trình a, cho nên chữ rắc tha biến thành chữ rắc thăng. Rắc thăng là quốc độ, là đất nước. Rắc thăng là quốc độ, là đất nước. Rồi, cái từ thứ ba, quý chí tăng. Quý chí tăng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước chỉ nhấn mạnh cho chữ chí tăng à, chí tăng ở đây nó là một quá khứ phân từ trung tính ha. Và quý chí ta được chia theo đối các số ít à, đức chí gia quý pháp tí hệ cao quá trên á à, cho nên quý chí ta biến thành quý chí tăng. Quý chí tăng có nghĩa là đã được chinh phục, đã được chiến thắng, đã được chinh phục, đã được chiến thắng. Rồi, Pahaya. Pahaya đây là một động từ bất biến, có nghĩa là sau khi từ bỏ. Pahaya sau khi từ bỏ. Vậy thì câu số 3 này, ra cha quá rắc thăng quý chí tăng bá hà giá, giống như vị vua đã từ bỏ vương quốc đã chinh phục được. Ví như vị vua đã từ bỏ vương quốc đã chinh phục được. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng, câu thứ tư, câu cuối cùng, Eko cha rê ma tăng gá lành nhẹ quá nà vô. Câu số 4, câu số 4, Eko cha rê ma tăng gá lành nhẹ quá nà vô. Câu này chúng ta có bốn từ ha, eco chave là một à, eco là một, chave là hai, ma tăng gá ranh nhe quá là ba, và nago là bốn. Chữ eco là một ha, do từ eka, chave do cái động từ charati ha. Vậy thì hai chữ này chúng ta gom chung lại một đi, eco chave tức là hãy nên sống một mình, hãy nên hãy sống một mình, eco cha về. Rồi cái từ thứ hai, ma tăng gá ranh nhẹ quá, ma tăng gá ranh nhẹ quá do hai từ, ma tăng gá là một, tác răn nhá là hai. Vậy thì ma gá một danh từ nam tính ác răn tóc phung linh gá, ma tăng gá là cái tên của con voi có tên là ma tăng gá, nó là một danh từ thiền. Ma tăng gá là tên của con voi à, con voi có tên là ma tăng gá.
rồi tiếp theo là Aranye. Aranye, Aranye do cái từ Aranya. Aranya là một danh từ trung tính, có nghĩa là khu rừng, nhưng mà ở đây nó biến thành nghĩa là Aranye, tức là cách chia thứ bảy ha. Sắp phạm bí quy pháp tí hay có quá trình ha. Cho nên chữ Aranya biến thành Aranye. Như vậy thì yếu quá ở sau là do cái từ yếu quá. Yếu quá là giống như ha. Vậy thì cái câu này mà tăng giá rành nhiều quá, ví như voi ma tăng giá sống ở trong rừng, ví như voi ma tăng giá sống ở trong rừng. Tiếp theo là chữ Nago. Nago do cái từ Naga, nó là một danh từ nam tính. Aparanta Pumlinga. Naga được chia theo chú cách số ít. Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên Naga biến thành Nago. Nago là con voi. Như vậy thì câu số 4 này, Eko chare ma tăng gá ranh nhe quát hà gồ, hãy nên sống một mình như con voi ma tăng gá sống ở trong rừng voi ha. Hãy nên sống một mình như voi ma tăng gá sống ở trong rừng của con voi. Câu Phật ngôn 329 cho chúng ta ý nghĩa: nếu không có được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt lành làm người đồng hành, thì giống như vị vua đã từ bỏ vương quốc đã thu phục được. Hãy nên sống một mình như là voi ma tăng gá sống ở trong rừng. Xin lặp lại: nếu không có thể được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt đẹp làm người bạn đồng hành, thì giống như vị vua đã từ bỏ vương quốc đã thu phục được, hãy nên sống một mình như là voi ma tăng gá sống ở trong rừng voi. Và ngài hòa thượng Giới Đức Đạo Phổ thơ Lục Bát thế này: ra đi trên bước đường đời, nếu không gặp bạn là người trí nhân, là người tuệ hạnh trong ngần, là người chánh niệm ân cần sớm hôm, thà rằng vững bước cô đơn như vua chúa nọ thâm sơn một mình. Ra đi trên bước đường đời, nếu không gặp bạn là người trí nhân, là người tuệ hạnh trong ngần, là người chánh niệm ân cần sớm hôm, thà rằng vững bước cô đơn như vua chúa nọ thâm sơn một mình. Và ngài hòa thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn thế này: nếu không gặp bạn hiền kỹ, đáng sống chung hạnh lành như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc như voi sống rừng voi. Không gặp bạn hiền kỹ, đáng sống chung hạnh lành như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc như voi sống rừng voi. Rồi bây giờ còn thời gian 12 phút, chúng ta đi vào nội dung câu Phật ngôn này ha. Alo, quý vị còn nghe không? Câu Phật ngôn 329, chúng ta đi vào duyên sự. Câu Phật ngôn 328:
câu Phật ngôn 329 đều lặp lại cái câu là câu đầu và câu cuối ha. Câu đầu và câu hai. Không gặp bậc hiền trí đáng sống chung hạnh lành. Vậy thì ở đây bạn hiền trí là người bạn như thế nào? Bạn hiền trí là những người bạn mà chúng ta coi như là bạn chân tình, bạn tốt, chân bằng hữu. Bạn hiền trí ở đây có bốn, tức là người bạn tán trợ, Ubaka Raka Mitta, bạn tán trợ. Rồi thứ hai là bạn đồng vui khổ, Samana Sukha Dukkha Mitta, tức là người bạn thủy chung đó. Thứ ba là người bạn khuyến lợi, Athakha Di Mitta. Và người bạn thứ tư là người bạn thân ái, Anukampaka Mitta. Tại sao gọi là người bạn tán trợ? Người bạn tán trợ là người bạn giúp đỡ tương trợ, người bạn giúp đỡ tương trợ. Và người bạn giúp đỡ tương trợ này, họ có được những cái đức tính tốt, mà những cái đức tính tốt đó được tính là có bốn điểm nổi bật, là bảo vệ nhau khi bạn bè khinh suất, đó là điều thứ nhất ha. Bảo vệ cho nhau khi mà bạn bè khinh suất. Rồi điều thứ hai nữa là gìn giữ tài sản của bạn bè khi người bạn của mình sơ ý. Điểm thứ ba là cái nơi nương tựa khi mà có sự sợ hãi. Và điều thứ tư là nhiệt tình giúp đỡ khi bạn bè hữu sự. Đây là bốn cái đức tính tốt của người bạn tán trợ. Bạn tán trợ tức là người bạn giúp đỡ, tương trợ, bảo vệ cho nhau ha. Bảo vệ cho nhau. Tức là biết không kịp. Hãy hiểu đại khái là như vậy đi ha. Bởi vì trong này bốn người bạn mà chúng ta gọi là chân bằng hữu, hay là người bạn tốt, người bạn chân tình, người bạn tri kỷ, thì đó là người bạn tán trợ này, người bạn đồng vui cộng khổ, có nghĩa là huynh đệ chi binh, sống chết với nhau ha. Lúc sướng có nhau, lúc khổ có nhau, tức là đồng vui cộng khổ. Đó là người bạn thứ hai. Người bạn thứ ba là bạn khuyên lợi. Bạn thứ tư là bạn thương thân hại. Vậy thì bạn tán trợ có bốn điểm mà chúng ta nhận biết. Đó là bảo vệ nhau khi bạn bè khinh suất. Thứ hai là gìn giữ tài sản của bạn bè khi bạn bè mình sơ ý. Điều thứ ba là làm chủ nương tựa khi có sự sợ hãi. Và thứ tư là nhiệt tình giúp đỡ khi bạn bè hữu sự. Rồi cái điều thứ hai là người bạn đồng vui cộng khổ, sống chết có nhau. Đó là một người bạn thủy chung. Người bạn này cũng có bốn cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là tỏ cái chuyện thầm kín của mình cho bạn mình nghe ha. Rồi điều thứ hai là giữ kín bí mật của bạn bè. Điều thứ ba là không bỏ nhau khi bạn bè nguy hiểm, nguy khốn. Và điều thứ tư là dám bỏ mạng vì bạn. Tức là dám bỏ mạng vì bạn, tức là dám hy sinh cho bản thân mình để bảo vệ cho bạn mình. Thì đây chính là người bạn đồng vui cộng khổ. Có bốn đức tính là như vậy ha. Xin lặp lại, bốn đặc tính đó là tỏ chuyện thầm kín của mình. Điều thứ hai, giữ kín chuyện bí mật của bạn bè. Điều thứ ba là không bỏ nhau khi bạn bè nguy khốn ha. Điều thứ tư, dám bỏ mạng vì bạn của mình. Đó là người bạn thứ hai, đồng vui cộng khổ.
Người bạn thứ ba là người bạn khuyến lợi. Khuyến lợi ở đây tức là người bạn xây dựng cho mình được tiến hóa. Ở trên một khi hữu sự, khi chúng ta dễ vui quên mình, thì người bạn này sẽ khích lệ sách tấn cho chúng ta trên con đường tu tập để được tiến hóa. Thì cái người bạn này có bốn đức tính. Đức tính thứ nhất là ngăn người bạn của mình làm điều ác, tức là cản bạn của mình không cho làm điều ác. Đó là cái đức tính thứ nhất ha. Đức tính thứ hai, khuyên bạn của mình làm những cái điều thiện, khuyên bạn của mình làm những điều thiện. Điều thứ ba, đó là cái đức tính nói cho nghe cái điều chưa từng nghe. Nói cho bạn mình nghe những cái điều chưa từng nghe. Và cái điều thứ tư của người bạn khuyến lợi, đó là cái đức tính chỉ cho con đường đi lên thiên giới, chỉ cho con đường đi về nhàn cảnh. Đây là bốn cái đức tính của người bạn khuyến lợi. Một, ngăn bạn không cho làm điều ác. Hai, khuyến khích bạn làm điều thiện. Điều thứ ba, nói những điều chưa từng nghe, cho bạn mình nghe. Và điều thứ tư, khích lệ bạn mình đi vào con đường nhàn cảnh. Như vậy, đó là người bạn thứ ba, bạn khuyến lợi. Atthakhajimitta. Rồi, người bạn thứ tư là người bạn thân ái. Người bạn thân ái ở đây có là người bạn tri kỷ, người bạn chí tình. Người bạn chí tình, người bạn tri kỷ này cũng có bốn đức tính. Đức tính thứ nhất, không vui khi bạn bè gặp nạn. Tức là không tỏ ra vui thích khi bạn bè mình gặp tai nạn. Điều thứ hai, vui mừng khi bạn bè gặp điều may mắn. Điều thứ hai, vui mừng khi bạn bè gặp điều may mắn. Điều thứ ba, phản đối những người chê bai bạn mình. Tức là có phản ứng đối với những người khác khi chê bạn của mình. Và điều thứ tư, khích lệ những người khác khen bạn của mình. Đó là những cái điều đặc biệt của người bạn thân ái, người bạn tri kỷ. Đức tính thứ nhất là không vui khi bạn bè gặp nạn. Điều thứ hai, vui mừng khi bạn bè gặp điều may mắn. Điều thứ ba là phản đối người chê bai bạn mình. Và điều thứ tư là khích lệ người khen đối với bạn của mình. Như vậy thì chúng ta thấy bốn hạng chân bằng hữu. Chân bằng hữu có nghĩa là những người bạn chân tình, những người bạn tốt. Đó là bạn tán trợ, đó là bạn đồng vui cộng khổ, đó là bạn khuyến lợi, và người bạn thân ái. Vậy thì khi mà chúng ta có được những người bạn như thế này, thì con đường tu tập của chúng ta, chúng ta có được một cái điểm tựa, có được một cái sự chung thủy tốt đẹp, chúng ta thể hiện được những việc làm. Cho nên ở đây cái chữ mà hiền trí, người bạn hiền trí, là chúng ta phải hiểu bốn người bạn như vậy. Hoặc là trong Tăng Chi cũng có bảy cái pháp của bậc thiện hữu, tức là bảy cái đức tính của người bạn tốt. Hồi nãy chúng ta nói bốn ha, bây giờ nói lên thứ bảy ha. Người bạn tốt, điều thứ nhất đó là cái tánh đáng yêu. Điều thứ hai nữa là cái tánh đáng kính. Điều thứ ba là đáng noi gương. Điều thứ tư là người hay khuyên bảo. Thứ năm là người kham nhẫn với lời nói. Thứ sáu là người nói những lời thâm sâu.
Và thứ bảy, không xúi dục điều phi lý. Bảy pháp của một cái bậc thiện hữu, của một người bạn tốt. Tức là điều thứ nhất, ví vô, tánh đáng yêu. Điều thứ hai, ga ru, tánh đáng kính. Thứ ba, phà quá nì vô, là đáng noi gương để học hỏi. Thứ tư, là người hay khuyên bảo quát ta. Thứ năm, quá trần nắc khát mồ, tức là người hay tham nhẫn về lời nói. Thứ sáu, gâm phi răn chát các thần các ta, tức là cái người nói lên những cái điều thâm sâu tốt đẹp. Và thứ bảy là nô cha áp thà nề nhiết vô cha nề, không sử dụng làm những cái điều phi lý. Đây là bảy cái đức tính của một người bạn tốt. Hoặc là cũng có bảy cái đức tính, bảy cái pháp của một bậc thiện hữu, tức là người bạn tốt. Bảy cái đức tính đó, bảy cái pháp của một cái vị thiện hữu tốt, ở đây được nêu lên, đó là cho vật khó cho, làm việc khó làm, nhẫn với điều khó nhẫn, tỏ bày chuyện kiến của mình, che giấu chuyện kiến của bạn. Khi hoàn nạn không bỏ nhau, bạn thánh tận không có khinh rẻ. Lặp lại, đây là bảy pháp của một bậc thiện hữu, tức là người bạn tốt. Điều thứ nhất, cho vật khó cho. Điều thứ hai, làm việc khó làm. Điều thứ ba, nhẫn điều khó nhẫn. Điều thứ tư, tỏ bày chuyện kiến của mình. Điều thứ năm, che giấu chuyện kiến của bạn. Điều thứ sáu, khi hoạn nạn không bỏ nhau. Điều thứ bảy, bạn thánh tâm không khinh rẻ. Alo, ngồi yên tu, còn nghe không? Như vậy thì ta như quý vị thấy cắt ngủ thiền hết rồi nha. Mà bây giờ cũng hết giờ rồi, muốn nói nữa cũng được. Như vậy thì chúng ta biết một cái bậc hiền trí, một người bạn hiền trí là một cái người bạn mà chúng ta thấy có những cái đức tính tốt đẹp, có những cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Và chúng ta còn một câu Phật ngôn nữa để kết thúc cái duyên sự này. Bởi vì ba câu Phật ngôn đi liền với nhau, nhưng mà trong hai câu Phật ngôn đã nói lên cái chữ bạn hiền trí, cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ này. Có bốn pháp để biết đó là người bạn hiền trí. Có bảy pháp nói lên cái đức tánh của người bạn mà mình biết đó là bạn tốt. Vậy thì biết để đó bữa sau chúng ta học tiếp để kết thúc luôn. Hôm nay buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được tạm dừng. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để biết đó là bạn tốt hay là bạn xấu. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xuyên qua lục vô biên, chia toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và tiện nam tín nữ tuôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chê quá chê nà sô tù bố hô tù sa phạ đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nha. Xin mời sư đồng nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Tình ra tân sắp tới. Ya ni thabbuta ni samagata ni bhumma ni vaja ni vanta likhe sape vaputa suman Tahi
na ta yam kin chi vi tang ni tho wa hu dang wa sa ke su wa yam ra ta nang ba ni tang